Mời quý vị cùng đến với bản tin thời sự quốc tế của chúng tôi ngày hôm nay. Nga tiếp đà tiến công, tung hỏa lực xuyên thủng phòng tuyến Ukraine. Các lực lượng Nga đang dần tiến sâu hơn vào các vùng phía đông Ukraine, lấy đà tiến công sau khi kiểm soát thành phố Adnika. Các chuyên gia tình báo và quân sự phương Tây cho rằng Nga đang có động thái tận dụng tình hình chiến trường hiện tại và giành thêm lãnh thổ ở miền đông Ukraine trước khi Kiev có thể triển khai hệ thống phòng thủ mới trong khu vực. Lực lượng Ukraine đã rút khỏi thành phố Adnika vào ngày 17 tháng 2 sau nhiều tháng giao tranh khốc liệt nhằm bảo vệ thành phố nhỏ trước cuộc tấn công dữ dội của Nga với cái giá phải trả rất lớn về cả nhân lực và thiết bị quân sự. Kể từ đó, Nga tiến xa hơn 6 km từ trung tâm Adika khi vùng lãnh thổ phía tây thành phố vẫn là tâm điểm của các cuộc giao tranh ở miền đông Ukraine. Bộ Quốc phòng Anh cho biết trong một bản cập nhật tình báo hôm 29 tháng 2, theo Bộ Quốc phòng Anh, Moscow hiện gần như chắc chắn nắm quyền kiểm soát các làng Lachovskin, Shiprov và Sivian – những bước tiến chiến thuật này nhằm chủ yếu củng cố các vị trí của Nga xung quanh Attica. Nga cũng có thể đang tìm cách tạo động lực tiến công ở trục này để tận dụng địa hình có ít vị trí cố định, được phòng thủ tốt cũng như các khu vực đô thị mà lực lượng Ukraine có thể phòng thủ, Bộ Quốc phòng Anh nhận định. Bản đồ gần đây của Viện Nghiên cứu Chiến tranh ISVK có trụ sở tại Mỹ dường như đã xác nhận những bước tiến này của Nga. Các nhà phân tích tại ISVK đã đưa ra đánh giá tương tự tình báo Anh trong tuần này, cho rằng các động thái của Nga thể hiện nỗ lực tận dụng tình hình xung quanh Adnika trước khi Ukraine có thể củng cố khả năng phòng thủ trong khu vực. Các lực lượng của Nga có thể tiếp tục nỗ lực tiến công nhằm tranh thủ thời gian tạm nghỉ của lực lượng Ukraine. Ukraine muốn sử dụng khoảng thời gian này để thiết lập một tuyến phòng thủ chặt chẽ hơn và khó xuyên thủng hơn ở khu vực lân cận Adnika. ISVK cho biết thêm, theo ISVK, việc giành được Adica đã cho phép lực lượng Nga tấn công vào các vị trí mà lực lượng Ukraine đã kiểm soát trong thời gian ngắn hơn so với các vị trí của Ukraine ở Adica hoặc xa hơn về phía Tây và các lực lượng Nga có thể sẽ duy trì nhịp độ cao để nỗ lực tấn công nhằm khai thác cơ hội chiến thuật này. Các nhà phân tích cho rằng trong khi Nga có thể giành được các vùng lãnh thổ ngay phía tây Adnika trong tương lai gần, thì địa hình bên ngoài khu vực này có thể sẽ làm chậm bước tiến của quân đội Moscow và làm phức tạp thêm nỗ lực tiến xa hơn của họ. Các nhà phân tích nói thêm rằng, điều này cũng sẽ cho phép Ukraine có thêm thời gian để củng cố các vị trí phòng thủ của mình. Việc giành kiểm soát Adnika được xem là bước tiến lớn nhất của Nga kể từ khi Ukraine thất thủ ở thành phố Bakhmut vào tháng 5 năm ngoái. Trận chiến ở Adnika thường được so sánh với Bakhmut vì Nga phải chịu tổn thất lớn ở hai mặt trận này. Sau khi Adica thất thủ, người phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Nhà Trắng John Kirby nói rằng Nga muốn kiểm soát thành phố này vì họ đang tìm kiếm một trung tâm điều động quân và hậu cần ở khu vực Donbass, Đôn phía đông Ukraine. Từ đó, Moscow có điểm khởi đầu để tiến hành hành động tiếp theo xung quanh khu vực Donetsk. Tổng tư lệnh quân đội Ukraine Oleksandr Syrsky ngày 29 tháng 2 thừa nhận tình hình của lực lượng Kiev tại mặt trận miền đông rất khó khăn. Đối phương tiếp tục hoạt động tích cực ở nhiều khu vực tiền tuyến, tình hình đặc biệt căng thẳng ở Adika và Zaporizhia, Tổng tư lệnh quân đội Ukraine cho biết. Theo ông Sersky, lực lượng Nga đang nỗ lực chọc thủ phòng tuyến của Ukraine và kiểm soát các khu vực Toniki, Oliska, Semenika, Berdychi và Krasnohorika. Thêm các khu vực khác của Ukraine đối mặt với kịch bản tương tự Attica. Sau khi kiểm soát được Attica, Nga tiếp tục giành được thành quả ở Ukraine giữa bối cảnh mối lo ngại ngày càng gia tăng về sự suy giảm ủng hộ của Mỹ và phương Tây cho các lực lượng Kiev. Kịch bản tương tự Adhika Quân đội Nga vẫn duy trì được đá tiến công sau khi Ukraine rút khỏi địa chấn Adhika ở Donetsk ngày 17 tháng 2. Kiev cho rằng một phần nguyên nhân dẫn đến động thái trên là do thiếu đạn dược. Những tiến bộ của Moscow kể từ đó đã tăng dần và dù không nhanh chóng trong ngắn hạn, nhưng việc phương Tây chỉ hoãn viện trợ cho Kiev có thể cho Nga sự chủ động. Viện Nghiên cứu Chiến tranh có trụ sở tại Washington nhận định các lực lượng của Nga đang khai thác những cơ hội chiến thuật mở ra sau khi giành được Attica và đang cố gắng tiến công xa nhất có thể trong khu vực xung quanh trước khi các lực lượng của Ukraine thiết lập các phòng tuyến kiên cố hơn. Trước đó, người phát ngôn nhóm chiến đấu Chavis của Ukraine, ông Dmytro Lihovy cho biết nước này đã rút khỏi Stepo, cách Attiva 12 km về phía Bắc. Trong khi đó, các nguồn tin của Nga cũng xác nhận Moscow, giành được Tunenki ở phía nam và các khu vực xung quanh. Jack Faitun, nhà phân tích tình báo cấp cao của công ty an ninh Global cho biết, Adika là một chiến thắng cay đắng, nhưng dù sao cũng là một chiến thắng. Khu vực phía sau nó bằng phẳng hơn và việc xuyên thủng thành trì này đặt câu hỏi về chiến lược tổng thể của Ukraine trong bối cảnh gói hỗ trợ của Mỹ đang bế tắc tại Quốc hội. Thượng viện Mỹ ủng hộ dự luật viện trợ trị giá 95 triệu đô la Mỹ cho Ukraine, Israel và Đài Loan Trung Quốc ngày 13 tháng 2, trong đó hơn 60 tỷ đô la Mỹ được phân bổ cho Ukraine. Tuy nhiên, nó vẫn cần sự chấp thuận của Hạ viện. Chủ tịch Hạ viện Mike Johnson thuộc Đảng Cộng hòa phải đối mặt với sức ép ngày càng tăng từ các đảng viên dân chủ tại Quốc hội, nhà trắng và thậm chí cả các thượng nghị sĩ cùng đảng ở thượng viện về việc đưa dự luật viện trợ cho Ukraine ra bỏ phiếu tại Hạ viện. Mặc dù vậy, ông Mike Johnson vẫn khẳng định Quốc hội sẽ không thông qua gói viện trợ mới cho Ukraine nếu không cải cách chính sách nhập cư của Mỹ. Nghị sĩ này lập luận việc tăng cường an ninh biên giới của Mỹ là ưu tiên cấp bách hơn là hỗ trợ Ukraine trong cuộc xung đột với Nga. Theo China Daily và RT, ông Mike Johnson cho biết như vậy sau cuộc gặp với Tổng thống Joe Biden tại Nhà Trắng hôm 27 tháng 2. Ông Johnson nhấn mạnh, Đảng Cộng hòa tại Hạ viện sẽ không phê duyệt viện trợ nước ngoài nếu Đảng Dân chủ không thỏa hiệp về vấn đề biên giới. Tuyên bố trên chương trình Face the Nation, ông Johnson nói, ưu tiên đối với tôi là nước Mỹ và biên giới của chúng tôi. Bây giờ tôi ủng hộ việc có thể đảm bảo cho Ukraine có vũ khí mà họ cần, nhưng trước tiên tôi kiên quyết ủng hộ vấn đề biên giới trước. Nhà phân tích Faitun nhận định với Newsweek, nếu dự luật viện trợ không được thông qua sớm, sẽ có thêm những nơi như Adnika khi Nga cố gắng nắm bắt cơ hội để củng cố lợi ích của mình ở Donetsk. Phòng tuyến Ukraine Nhà phân tích quân sự Mike Kopman Học giả cấp cao tại quỹ Carnegie vì hòa bình quốc tế cho rằng Ukraine không có tuyến thứ cấp tốt và đang cố thủ phía sau dọc tiền tuyến. Đằng sau Attica, Ukraine có một số phòng tuyến nhưng không mạnh. Quân đội Nga có lẽ hết đà tiến công, nhưng mặt khác, nhưng mặt khác, nếu họ có thể duy trì các cuộc tấn công trong năm tới thì họ sẽ giành được ngày càng nhiều lãnh thổ. Ông Kosman nói. Tuần này, tổng thống Zelensky lần đầu tiên tiết lộ con số thương vong chính thức của Ukraine khi cho biết 31.000 binh lính Ukraine đã tử trận, mặc dù các ước tính của phương Tây cho rằng con số này có thể cao hơn nhiều. Quyết định của Ukraine vì nhu cầu kinh tế và nhân khẩu học nên không huy động toàn bộ bộ phận dân số trẻ đã gây ra vấn đề trong giao tranh vì tương lai đất nước chủ yếu đang đặt trên vai những người trong độ tuổi từ 40 đến 45. Tổng thống Zelensky chưa thay đổi các mục tiêu chính trị, đã tuyên bố về việc giải phóng toàn bộ lãnh thổ. Thật khó để nói với những người trẻ rằng họ cần hy sinh trong những trận giao tranh ác liệt như Bắc Mút và Attica để duy trì hiện trạng thay vì hy sinh để có được một chiến thắng rõ ràng. Ukraine bị áp đảo cả về quân số và vũ khí dọc tiền tuyến, trong khi Tổng thống Zelensky đang ở trong tình thế tiến thoái lưỡng nan. Kiev cần thực hiện một chiến lược phòng thủ chủ động. Ông Paitun cho hay đồng thời nhận định Nga có thể tiến công tại những khu vực mà họ có ưu thế về hỏa lực và không lực. Quốc gia NATO cho phép Ukraine vượt làn danh đỏ tấn công lãnh thổ Nga. Ukraine có quyền tự do sử dụng vũ khí nhận được từ Phần Lan theo cách họ thấy phù hợp, bao gồm cả việc tấn công lãnh thổ Nga, các quan chức cấp cao Phần Lan tuyên bố ngày 29 tháng 2. Bộ trưởng Quốc phòng Phần Lan Antti Hakkanen cho biết, không giống như các quốc gia lớn hơn, áp đặt hạn chế đối với việc sử dụng vũ khí tầm xa cung cấp cho Kiev. Phần Lan không đặt ra bất kỳ giới hạn nào. Những quốc gia lớn hơn đã cung cấp các hệ thống tên lửa tầm xa và tất nhiên họ có tiếng nói về cách chúng có thể được sử dụng. Ông Hakanen nói, Chủ tịch Ủy ban Quốc phòng thuộc Quốc hội Phần Lan, ông Suka Kopra, cũng xác nhận với kênh truyền hình ILE rằng Helsinki không đặt ra những giới hạn như vậy và Ukraine có quyền sử dụng các vũ khí này nhằm vào các mục tiêu trên lãnh thổ Nga. Tuyên bố này tương tự như tuyên bố của Estonia, một thành viên NATO, phát biểu với ILE ngày 28 tháng 2, chỉ huy tương lai của lực lượng phòng vệ Estonia, Andrew Merino cho rằng việc giới hạn Ukraine sử dụng vũ khí vương Tây tại những vùng lãnh thổ mà Kiev tuyên bố chủ quyền là một sai lầm. Phó Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại Duma Quốc gia Nga Alexei Chepa cảnh báo các hành động thù địch của Phần Lan cuối cùng sẽ dẫn đến các biện pháp đáp trả. Phần Lan là một thành viên mới của NATO, Ngày hôm nay, nhiều nhà lãnh đạo đang cố gắng giành lấy sự ưu ái một cách nổi bật nhất có thể bằng cách tuyên bố những quan điểm như vậy. Ông Chepa nói, Phó Chủ tịch Hội đồng Thành viên Liên bang Nga Kostanin Kosachev cho rằng sự thừa nhận của các quan chức cao cấp Phần Lan chắc chắn làm xấu đi đáng kể mối quan hệ với Moscow. Ông cũng cho rằng thiệt hại sẽ xảy ra ngay cả khi Helsinki lùi bước và cố gắng khắc phục tình hình. Phần Lan đã huy động khoản hỗ trợ quân sự trị giá 1,8 tỷ euro, 1,95 tỷ đô la Mỹ cho Ukraine. Nhưng Helsinki hiếm khi tiết lộ nội dung thực tế của các gói hỗ trợ mà chỉ công khai chuyển một số phương tiện phá mìn hạng nặng Leopard 2R, vũ khí phòng không và các thiết bị khác. Phần Lan chính thức gia nhập NATO vào năm ngoái, chấm dứt chính sách trùng lập trong một thời gian dài và trở thành thành viên thứ 31 của Liên minh. Thụy Điển cũng tham gia Liên minh này sau khi Hungary trở thành thành viên cuối cùng trong NATO chấp thuận nỗ lực gia nhập của Stockholm đầu tuần này. Ông Putin Nga không định đưa vũ khí hạt nhân lên không gian. Tổng thống Vladimir Putin khẳng định Nga không có kế hoạch triển khai vũ khí hạt nhân trên vũ trụ, gọi đây là sự dối trá do phương Tây đặt ra. Chúng ta đã thảo luận về sự dối trá do một số quan chức phương Tây đặt ra về cái được gọi là kế hoạch triển khai vũ khí hạt nhân trên không gian của Nga. Tôi đã nói rõ về điều này và tất cả đều biết rằng không có kế hoạch nào như vậy cả. Tổng thống Vladimir Putin nói trong cuộc họp Hội đồng An ninh Liên bang Nga ngày hôm nay. Tuy nhiên, ông chủ điện Kremlin khẳng định các vấn đề liên quan đến không gian và vô hiệu hóa mối đe dọa có thể xuất hiện từ vũ trụ luôn đòi hỏi sự chú ý của giới chức Nga. Hãy bàn tán về vấn đề này trong các cuộc họp lần này, ông cho hay. Hội đồng An ninh Liên bang Nga là cơ quan cố vấn cho Tổng thống Nga về các vấn đề an ninh quốc gia và lợi ích chiến lược với thành phần gồm các quan chức quốc phòng và tình báo hàng đầu cũng như lãnh đạo thượng viện và hạ viện Nga. Chủ tịch Ủy ban tình báo Hạ viện Mỹ Mike Turner ngày 14 tháng 2 thúc giục Tổng thống Joe Biden giải mật thông tin liên quan tới mối đe dọa an ninh quốc gia nghiêm trọng. Truyền thông Mỹ dẫn nguồn thạo tin cho biết vấn đề được đề cập liên quan đến sự nỗ lực của Nga nhằm phát triển vũ khí hạt nhân trên không gian. Phát ngôn viên Hội đồng An ninh Quốc gia Nhà Trắng John Kirby sau đó cho biết, Nga đang phát triển vũ khí diệt vệ tinh có thể triển khai trên không gian. Song không nói rõ đây có phải là vũ khí hạt nhân như truyền thông Mỹ đưa tin hay không. Phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov ngày 15 tháng 2 bác thông tin Nga muốn triển khai vũ khí hạt nhân trên không gian. Ông gọi đây là bịa đặt ác ý và chiêu trò của Nhà Trắng để hối thúc Quốc hội Mỹ thông qua đạo luật phân bổ ngân sách. Cơ quan y tế Palestine tại giải Gaza cho biết Ít nhất 112 người đã thiệt mạng và hàng trăm người khác bị thương trong vụ tấn công xảy ra hôm qua nhằm vào một địa điểm nhận viện trợ ở phía Bắc. Vụ việc có nguy cơ làm phức tạp thêm các nỗ lực nhằm chấm dứt cuộc xung đột kéo dài suốt gần 5 tháng qua giữa Israel và lực lượng Hamas. Các bên đang đưa ra những tuyên bố trái ngược nhau về vụ tấn công. Tổng thống Palestine đã gọi đây là vụ thảm sát tồi tệ do quân đội Israel tiến hành nhằm vào những người đang chờ viện trợ ở giao lộ Nabuji. Trong khi đó, quân đội Israel khẳng định không biết gì về vụ xả súng tại địa điểm nói trên, đồng thời cho biết hầu hết các nạn nhân thiệt mạng và bị thương là do xô đẩy và dẫm đạp khi xe chở hàng viện trợ đến phía Bắc Gaza. Tại cuộc họp khẩn của Hội đồng Bán Liên Hợp Quốc diễn ra ngày 29 tháng 2, Phó Tổng thư ký Liên Hợp Quốc cảnh báo sự sống đang cạn kiệt ở Gaza với tốc độ khủng khiếp. Trong khi đó, Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres bày tỏ lấy làm sốc trước vụ tấn công và yêu cầu một cuộc điều tra độc lập hiệu quả. Đại diện của Palestine tại Liên Hợp Quốc, ông Riyad Mansour đã kêu gọi Hội đồng Bán Liên Hợp Quốc lên án vụ pháo kích tại Gaza khiến hàng trăm người thương vong trong lúc chờ nhận hàng viện trợ ở khu vực phía Bắc Gaza. This, uh vụ thảm sát này là bằng chứng cho thấy thực tế rằng chừng nào hội đồng bảo an chưa hành động và các quyền phủ quyết vẫn còn hiệu lực thì người dân palestine sẽ phải trả giá bằng mạng sống của mình bộ ngoại giao mỹ cho biết nước này đang khẩn trương tìm kiếm thông tin về sự việc người phát ngôn bộ ngoại giao mỹ thông báo nước này cho biết israel đang tiến hành một cuộc điều tra đồng thời washington sẽ thúc đẩy tìm ra các câu trả lời và tiếp tục nói rõ với israel rằng phải thực hiện mọi biện pháp khả thi để có thêm hàng viện trợ được vào giải gaza đại diện cấp cao về chính sách đối ngoại và an ninh của liên minh châu âu kiêm phó chủ tịch ủy ban châu âu joseph borrell cũng lên án vụ sát hại hàng chục người palestine gọi đây là hành động không thể chấp nhận được về phần mình tổng thống pháp emmanuel macron lưu ý tình hình tại gaza rất xấu và kêu gọi lệnh ngừng bắn ngay lập tức tại đây tương tự chính quyền iran jordan cũng gửi lời chia buồn với chính quyền và người dân palestine đồng thời lên án vụ tấn công đẫm máu vừa xảy ra trong khi đó tổng thống colombia quyết định đình chỉ việc mua vũ khí của israel sau vụ việc theo cơ quan y tế tại giải Gaza, thương vong trong vụ tấn công trên đã khiến số người thiệt mạng tại đây tăng lên tới 30.000 người, chủ yếu là phụ nữ và trẻ em, kể từ khi xung đột Israel-Hamas nổ ra vào tháng 10 năm 2023. Số liệu của Israel cho thấy xung đột đã khiến khoảng 1.160 người nước này thiệt mạng, chủ yếu là dân thường. Trong bài phát biểu trước hội nghị thượng đỉnh cộng đồng các quốc gia Mỹ Latin và Caribe tại San Vincent và Grenadine, Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres cho biết, các giảm khí thải về cơ bản là trách nhiệm của các quốc gia G20, những quốc gia gây ô nhiễm nhất, đồng thời kêu gọi hướng đến các mục tiêu lớn hơn và hỗ trợ tài chính công bằng hơn cho các quốc gia đang phải chịu ảnh hưởng nặng nề của tình trạng biến đổi khí hậu. Tổng thư ký Liên Hợp Quốc cũng cho biết thêm, biến đổi khí hậu là một trong những vấn đề mà ông sẽ đề cập tại hội nghị thượng đỉnh sắp tới bên cạnh phản ứng của quốc tế đối với cuộc xung đột và khủng hoảng nhân đạo đang ngày càng trầm trọng ở haiti các quốc gia caribe từ lâu đã kêu gọi trách nhiệm bồi thường khí hậu chẳng hạn như quỹ tổn thất và thiệt hại do các nước giàu hơn chi trả để các quốc gia dễ bị tổn thương tiếp cận nguồn vốn bồi thường thiệt hại do thảm họa khí hậu gây ra các quốc gia này cũng phải đối mặt với tỷ lệ nợ trên gdp cao và đã kêu gọi giảm nợ để các chính phủ không bị buộc phải lựa chọn giữa việc triển khai các dự án ứng phó nhân đạo khẩn cấp và việc trả nợ nhập cư là một trong những vấn đề luôn gây nhức nhối tại mỹ mới đây tổng thống mỹ joe biden và người tiền nhiệm donald trump đã cùng có chuyến thăm tới khu vực biên giới phía nam một phần trong chiến dịch vận động tranh cử đây được coi là một sự trùng hợp hiếm hoi tạo tiền đề cho cuộc xung đột trong một bầu cử liên quan tới vấn đề nhập cư Theo hãng tin Reuters, chuyến thăm biên giới Mỹ-Mexico của ông Biden và ông Trump như một cuộc đấu tay đôi. Cả hai, theo truyền thống Mỹ, nhiều khả năng sẽ tái đấu trong cuộc bầu cử tổng thống tháng 11 tới. Chuyến đi diễn ra trong bối cảnh ngày càng nhiều cử tri Mỹ quan tâm đến làn sóng nhập cư, đặc biệt là từ biên giới phía Nam giáp với Mexico. Do đó không khó hiểu khi cả ông Biden lẫn ông Trump đều muốn tranh thủ vấn đề này để tăng thêm ủng hộ. Điều thú vị và ngạc nhiên nhất là cả hai cùng chọn bang Texas lại cùng đến một ngày khiến Thông mỹ phải triệu đội lực lượng để theo dõi được tin. tại thành phố Brownsville, bang Texas, dọc theo sông Rio Grande trên, trên biên, biên giới với Mexico, thống tổng thống Biden đã kêu gọi các nghị sĩ đảng Cộng hòa trong quốc hội Mỹ ủng hộ một thỏa thuận an ninh biên giới lưỡng đảng đã đến lúc phải hành động đây là những gì tôi sẽ nói với ông trump thay vì chơi trò chính trị với vấn đề này thay vì yêu cầu các thành viên quốc hội ngăn chặn đạo luật này hãy tham gia cùng tôi hoặc tôi sẽ cùng ông ấy yêu cầu quốc hội thông qua dự luật an ninh lưỡng đảng này chúng ta có thể làm điều đó cùng nhau Trước khi đó, tại Eagle Pass, các thành phố Brownville, hàng trăm dặm về phía tây bắc, ông Trump một lần nữa đã tìm cách làm sấy lên lo ngại về làn sóng tội phạm di cư do các chính sách biên giới của ông Biden gây ra. Đây là một cuộc xâm lược của chính quyền ông Biden. Vấn đề này đã kéo dài suốt 3 năm qua. Đã có những người từ nhà tù chạy tâm thần vượt qua biên giới của chúng ta, thậm chí là những kẻ khủng bố. Điều này thật kinh khủng ông biden phải chịu trách nhiệm cho làn sóng này tôi cam kết sẽ thực hiện một cuộc đàn áp nhập cư vượt xa những gì tôi đã cố gắng trong nhiệm kỳ tổng thống đầu tiên Nhập cư đã trở thành một trong những lỗ hổng chính trị nghiêm trọng nhất của ông Biden trước cuộc bầu cử tổng thống Mỹ năm 2024. Kể từ khi ông Biden nhậm chức, một số lượng kỷ lục người di cư đã vượt qua biên giới phía Nam để cố gắng nhập cư vào Mỹ với nhiều lý do như là chiến tranh, biến động chính trị, bạo lực băng đảng và khủng hoảng khí hậu cùng các nguyên nhân khác. Biên giới miền Nam Mỹ năm 2023 ghi nhận hơn 2,4 triệu người nhập cư, chủ yếu là từ các quốc gia Trung Mỹ. Số người nhập cư nhiều hơn có nghĩa là hệ thống an sinh xã hội tại Mỹ chịu nhiều áp lực hơn tình hình an ninh đối mặt với nhiều nguy cơ hơn và số người mỹ thiếu việc làm trong tương lai có thể gia tăng ông biden và các nhà lập pháp đảng dân chủ thậm chí có thể sẽ chấp nhận những nhượng bộ về vấn đề nhập cư trong các cuộc đàm phán với phe cộng hòa điều mà họ loại trừ hoàn toàn trong những tháng đầu nhiệm kỳ còn phía ông trump rất khó để các thành viên đảng cộng hòa chấp thuận bất cứ yêu cầu nào của đảng dân chủ trong các cuộc đàm phán ngay cả khi phía đảng dân chủ đã nhượng bộ các cử tri Mỹ cũng bày tỏ mối lo ngại ngày càng tăng về tình hình ở biên giới, theo cuộc khảo sát của trung tâm Pew Research, chỉ 18% hài lòng với cách xử lý vấn đề của chính quyền đương kim tổng thống Biden.